cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ 2 giờ di chuyển qua cao tốc, 20 phút tới sân bay quốc tế Phan Thiết. Novaworld Phan Thiết, siêu thành phố biển du lịch sức khỏe, sẽ là điểm đến hàng đầu châu Á, được phát triển bởi tập đoàn Novaland. Xin chào quý vị khán giả thân mến, tôi là Sơn Lâm và chúng ta đang gặp lại nhau trong cuộc trò chuyện tiếp theo. Chuỗi chương trình livestream hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên trên sóng của VTV, một dịp rất là ý nghĩa. Với một người làm nghề trẻ tuổi như tôi thì đây là một cơ hội tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi thấy hào hứng với một chuỗi chương trình như thế này. Bởi sao? Tôi được trực tiếp gặp gỡ những người mà phải nói họ xây những viên gạch đầu tiên trong những nội dung khác nhau liên quan đến mái nhà chung VTV của chúng tôi. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là gì đây? Chúng ta sẽ gặp khách mời là ai đây? Quý vị nhìn thấy không? Ký ức tuổi thơ. Hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đi lên một chuyến tàu quay trở lại với tuổi thơ của mình. Nhớ nha quý vị, bám thật chắc vào vì đây sẽ là một chuyến tàu nhiều màu sắc, rất nhiều cảm xúc. Và đừng quên, ở phần cuối của chương trình sẽ có một phần quà nữa, một chỉ vàng đó gửi đến quý vị nếu như quý vị trở thành khán giả may mắn tham gia phần mini game và chiến thắng. Còn bây giờ hãy lên chuyến tàu thôi. Ký ức tuổi thơ, xin mời. Bé có biết tivi là cái gì đâu, thế cho nên là xem thì nó sướng lắm. Sao lại hay thế nhỉ? Sao mọi người lại vào trong tivi được? Mình thấy rất là hay, lần đầu tiên mình nhìn thấy nó cảm thấy là kỳ diệu lắm. Ừ, nhiễu nhiễu mà nó đen trắng mà nó cũng bé chứ gì. Nhưng mà lúc đấy thì kiểu như cảm giác là thèm, thích lắm ấy. Xếp hàng chờ đến giờ nhà bắt đầu chủ nhà 7 giờ bông mò nhỏ là họ mở vào xem là ồ, hết cả vào xem. Những năm 70-80 của thế kỷ trước, cứ nhà ai có tivi thì chẳng mời thì khách cũng đến. Chào các bạn thân mến, năm hoa nhỏ mở đầu buổi chương trình. Chương trình Những bông hoa nhỏ do nhạc sĩ Trần Đức khởi xướng. Chào các bạn, chào các em. Các bạn và các em thân mến, chương trình Những bông hoa nhỏ hôm nay chúng ta sẽ xem bộ phim hoạt hình Nga Hãy đợi đấy. Chúng ta đều biết chó sói là một loài vật rất độc ác. Nhưng trong chương trình hôm nay, bạn chó sói của chúng ta thật hài hước, dí dỏm và thật đáng yêu. Nào, bây giờ mời các bạn và các em chúng ta cùng xem phim nhé. Trời ơi, một giọng đọc mà khi cất lên, thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta là phải nổi da gà. Đặc biệt là những ai đã từng gắn bó với những chiếc tivi của chúng ta từ những cái thời đen trắng. À, cô cầm cá mới đen tí lát nữa cô nói coi nha. Thưa quý vị, với giọng đọc này mở màn chương trình hôm nay, tôi xin phép được kể tới quý vị một câu chuyện như sau. Câu chuyện ngắn. Ngày xưa, cách đây 50 năm, từ những năm 70-75 gì đó, lúc đó đất nước ta còn nghèo lắm quý vị. Truyền hình là một thứ gì đó xa xỉ thời bấy giờ. Gia đình nào phải giàu có mới có đủ tiền để mua một chiếc tivi đen trắng thôi. Rồi lúc đó chỉ có một đài truyền hình thôi quý vị, tên là Đài Truyền hình Việt Nam. Và Đài Truyền hình Việt Nam ở những thời ban đầu đó cũng không phát sóng 24/24 như bây giờ đâu, mà chỉ phát sóng thử nghiệm có một buổi một tuần. Mà một buổi đó chỉ có 2 tiếng phát sóng thôi quý vị. Mở đầu 2 tiếng phát sóng đó luôn là 15 phút chương trình Những bông hoa nhỏ. Nhạc hiệu vang lên rộn rã, hai bạn đoàn viên trong cái hình hiệu giơ tay chào quý vị khán giả. Sau đó là hình ảnh của một biên tập viên xinh đẹp, trẻ trung, tóc buộc hai bên, cột khăn quàng đỏ. Chào quý vị khán giả, chào các em thiếu nhi hai miền Nam Bắc. Thưa quý vị, người đội viên thiếu nhi ngày ấy tên là Bích Ngọc. Và ngày hôm nay đang ngồi ở đây chính là cô gái của 50 năm về trước. Chào cô Bích Ngọc, cảm ơn cô đã đến với chương trình hôm nay. Con bắt tay cô một cái. Cô thấy câu chuyện của con thế nào? Hôm nay cô giới thiệu lại mà cô vẫn cô nhớ. Cô cầm cái mic cao lên tí nha. Hôm nay cô giới thiệu lại chương trình mà cô vẫn nhớ như 50 năm trước đây. Thế hả? Mình cũng ngồi lên bàn micro, ngồi trước micro và giới thiệu chương trình Những bông hoa nhỏ. Vâng. Bởi vì cái thời gian đầu thì chương trình Những bông hoa nhỏ mới phát thể nghiệm. Thì mình là phần lớn phát những phim hoạt hình của các nước. Vâng. Chương trình thường là hình hiệu của chương trình. Vâng. Sau đó đến hình hiệu thiếu nhi. Vâng ạ. Và người phát thanh viên là Bích Ngọc. Nên giới thiệu của chương trình hôm đó là nội dung hôm nay là phim gì. Cái phần lớn là phát những cái phim là hoạt hình của các nước như là Nga này, Tiệp này, Ba Lan và hoạt hình Việt Nam. Vâng. Thế sau đó thì hết 10 phút thì sẽ chào hết.
Sang thời sự. Tức là chỉ có bao nhiêu là khoảng 10-15 phút đấy thôi đúng không ạ? Thời sự lúc đầu tiên, chương trình Những Ngôi Nhỏ lúc đầu tiên chỉ có 10 phút thôi. Vâng. Là phát hoàn thành nguyên. Vâng. Chưa sản xuất chương trình. Cháu nghĩ là thế này này, có một cái nữa ấy, mà khán giả, đặc biệt là khán giả tuổi thơ ngày xưa, cái bây giờ chắc cũng là thành ông thành bà, nhiều người có thể là như thế rồi, thành cha thành mẹ hết rồi. Thế nhưng mà người ta sẽ rất nhớ về chương trình của mình. Thứ nhất là cái hình hiệu, thứ hai là giọng đọc của những phát thanh viên, và cái thứ ba, cái này cũng quan trọng này, là những cái bài hát, những cái giai điệu nó gắn với cái tuổi thơ đó. Với cô nhà bây giờ mà cô nghĩ lại những cái giai điệu gắn với Bông Hoa Nhỏ, Những Bông Hoa Nhỏ thì đó sẽ là những bài hát nào? Thứ nhất là hình hiệu thiếu nhi. Vâng. Rất vui. Và nó vang lên như là một cái gì đấy rất là tươi trẻ. Vâng. Nó nhí nhảnh, nó tưng bừng. Thì cái người chọn cái hình hiệu thiếu nhi, cái nhạc, vâng, cái âm nhạc là rất giỏi. Bởi vì trong bao nhiêu bài hát thiếu nhi tìm ra được cái giai điệu đấy, đi vào trong cái tiềm thức mà nó lại hợp với lại, vâng, cái hình của thiếu nhi nữa. Của các em thiếu nhi đấy, cái hình hiệu ấy. Là hai em bé ngoài nhảy ra xong. Ngoài ra có cái bài bài hát nào mà ngày xưa chẳng hạn như các bạn hát nhiều ấy, xong rồi các em thiếu nhi yêu thích nhiều chẳng hạn trong chương trình của mình? Những cái bài ngày xưa, thì bài đi học này, yeah, Em Bay Trong Đêm Pháo Hoa này, rồi là những cái bài như là hạt gạo làng ta ấy. Vâng. Đấy, những cái bài là cũng hay hát. Vâng. Rồi là nhiều lắm, rồi là Em Đi Giữa Biển Vàng. Vâng. Dấu mốc thì nó nhiều lắm, nhưng mà riêng về việc lên hình ấy, thì chắc chắn là sẽ con ấy. Con tìm hiểu về cô trước chương trình hôm nay, con thấy ít nhất là có hai cái dấu mốc đáng nhớ này. Cái đầu tiên là lần đầu tiên lên hình, như cô nói, hồi hộp, hết sức sợ hãi đúng không cô, căng thẳng lắm, nhưng mình vượt qua được nó. Sau này thì rõ ràng mình thành công, mình còn gắn bó với VTV cơ mà. Đấy là một cái đầu tiên, cái chương trình lên hình đầu tiên. Cái chương trình thứ hai mà cô chắc chắn sẽ nhớ đấy là ngày gì? Là một cái vinh dự tuyệt vời cho những ai được lên hình ngày hôm đấy, 30 tháng 4. À, đúng không cô? Đúng hôm rồi. Đấy nó diễn ra thế nào? Trời ơi, hôm đấy á, mình ngồi trong cái phòng chuẩn bị lên hình nhá. Vâng. Mà nghe bên ngoài tiếng hát, tiếng người hò reo bên ngoài vui, hò người ta vui mừng vô cùng. Cái bài Như Có Bác trong ngày vui đại thắng nó cứ vang lên. Xong rồi mình cũng ngồi bên trong thôi, trong phòng chuẩn bị lên hình đấy, mà người mình nó cũng như bay lên ấy, cảm thấy nó mừng, nó phấn khởi, nó vui lâng vô cùng trong luôn. Cái niềm chiến thắng đó. Rồi. Của cả nước. Đúng. Xong nó có cái bài hát Em Bay Lên Trong Đêm Pháo Hoa. Bay lên nào, niềm vui đại thắng trong đêm pháo hoa. Chả có nhớ cái đoạn này. Bay lên nào, em bay lên nào. Đấy, em nó vui vô cùng mà nó tự hào. Bởi vì sao? Hòa trong cái niềm vui chiến thắng của đất nước, thì mình lại là được chính thức bước vào đài. Vâng. Thì thực ra là thế này thưa quý vị, những cái giai điệu đó ấy, khi mà nó cất lên thì nó sẽ đưa người ta trở về với tuổi thơ của mình, như là đi trên một chuyến tàu tuổi thơ, quý vị, rất là ý nghĩa. Thì tôi tin là khi mà những giai điệu đó vang lên thì ai trong chúng ta cũng sẽ có cái cảm xúc như vậy. Và không chỉ là những giai điệu đó nó thấm vào trong suy nghĩ của những khán giả thời TV đen trắng bấy giờ, mà nó còn mang theo cái giai điệu đó là gì, là tên tuổi của những người nghệ sĩ thể hiện nữa. Bây giờ có một cái đố này cho cô này. Có một cái đố cho cô. Một bài hát mà quen thuộc, con chắc chắn là cô quen luôn. Nhưng bây giờ cô nghe xong cái cô đoán xem là giọng của ai. Rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xin mời âm nhạc. Bài này bài đi ạ. Lâu quá cô không nghe từ đây. Nghe vào cái lời là chắc cô đoán được ngay này. Bài gì ạ? Bài gì ạ? Gần đúng rồi. Tôi là gà trống, đội viên hợp tác xã măng non. Tôi là gà trống, đội viên hợp trường tác của xã măng nhá. Non. Đôi mắt tôi to tròn, có người bảo tôi ngủ say, nghe bài này ngủ say say nhất xong. Bài của gà trống đúng này, nhưng mà bây giờ giọng của ai mới là hay này? Hồng Kỳ. Nên được phân công gọi Hồng Kỳ. Ông mặt trời người xua tan đêm tối, cho mắt tôi trông thấy cuộc đời mình lại đó. Ôi trời ơi, tuổi thơ của tôi là rất nhiều lắm rồi. Hoa lá cỏ cây yêu là tình 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 tình. Hoa lá cỏ cây. Hát tiếp, lời hai như nào? Tôi là gà trống gáy ó, tôi là gò trống gáy ó. Mỗi sáng tinh mơ báo thức mọi người, hãy mau tỉnh dậy trong một ngày mới. Thì
vì anh chàng lười lại hay thức khuya, ngồi chơi điện tử lại quên học bài. Dậy đi, dậy đi. Và cô bé sún hay ăn quà vặt, thích nhăn kẹo mút lại thích ô mai. Mau dậy, mau dậy, dậy đi. Dậy đi. Một chàng bão tin bão la như thế nào kìa quý vị. Tôi là gà trống, đội viên hợp tác xã Măng Non. Tôi là gà trống, đội viên hợp tác xã Măng Non. Đôi mắt tôi to tròn, có người bảo tôi củ say say nhất xóm. À là bóc 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 bóc. Không, tôi dậy rất sớm vì tôi có giọng ca vang, nên được phân công gọi mọi người tỉnh dậy. Ông mặt trời người xua tan đêm tối, cho mắt tôi trông thấy cuộc đời tỉnh lại đó. Tia nắng hồng rưới ấm hoa lá, cỏ cây cô là tỉnh hoa lá, cỏ cây. Tôi là gà trống, đội viên hợp tác xã Măng Non. Tôi là gà trống, đội viên hợp tác xã Măng Non. Tôi là gà trống, đội viên hợp tác xã Măng Non. Tôi là gà trống, đội viên hợp tác xã Măng Non. Tôi là gà trống, đội viên hợp tác xã Măng Non. Bao năm rồi nghệ sĩ Hồng Kỳ vẫn vậy. Cô Ngọc là không biết là như thế nào chứ là sao tự nhiên lại quên bài hát này. Bài hát này ngày xưa cháu nghe nói thấy nổi tiếng lắm mà đúng không cô? Cô biết bài này chứ. Nhưng mà vì cái nhạc dạo ấy nó không có giai điệu. À, thì mình chưa đoán được. Nó ẩn ở trong, mình không nhớ được. Mình không biết được là bài gì cả. Vâng. Chứ nó còn chỉ cần là tôi là gà trống, chỉ cần một nét nhạc thôi. Đà đà đà, biết ngay là bài. Là biết ngay cái bài đó là bài gì mà nghe cái giọng đấy là biết ngay người hát là ai. Biết ngay là Hồng Kỳ luôn. Đó, một bài hát mà phải nói là đi cùng năm tháng. Ờ, bài đấy. Tại vì thế này thưa quý vị, chú ạ, cháu phải nói thêm một cái điều này về khán giả đấy là đôi khi ấy có những cái bài hát ấy mà trước chương trình ngày hôm nay cháu có tìm hiểu lại, những cái bài hát mà thực sự phải nói với từ là như kiểu được sinh ra để dành cho nghệ sĩ Hồng Kỳ. Rồi sau này thì có một khoảng thời gian mà cháu tìm hiểu ấy và cháu được biết rằng là VTV mình ấy, đặc biệt là chương trình Những Bông Hoa Nhỏ ấy, là có cái sự cộng tác của những người nghệ sĩ ở bên ngoài. Và chú Hồng Kỳ không biết có phải đúng hay không nhưng theo như cháu hiểu có phải là một trong những người nghệ sĩ đầu tiên trong cái nhóm những người nghệ sĩ đầu tiên mà gắn bó với Những Bông Hoa Nhỏ. Đúng, chắc là hai cô chú cũng hay gặp nhau trong khi làm việc đúng không? Biết nhau bao nhiêu năm rồi. Hôm nay cảm động quá được gặp lại. Bao lâu rồi không gặp nhau ạ? Dạ. Mấy chục năm anh Kỳ. Đúng đấy à? Đúng là gần ấy năm luôn. Tại vì thực ra là thế này ạ, Hồng Kỳ là khởi nghiệp ở đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam từ năm 1972. Tức là cái thời gian đấy là Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền Hình Việt Nam ở cùng một cơ sở ở số nhà 58 Quán Sứ. Rất là cảm động. Tại vì hai đơn vị cùng sinh hoạt trong một ngôi nhà 58 Quán Sứ lúc bấy giờ là một cái gì đấy thực ra nó rất là gần gũi đối với những người mà ở thời bao cấp như mình. Tức là trong nhà đông anh chị em là bình thường, nhưng mà với một cái cơ sở vật chất rất là, phải nói là rất là chật chội. Và đặc biệt lúc bấy giờ Đài Truyền Hình Việt Nam của mình ấy chỉ có mỗi một nhà máy, đó là chiếc ô tô của Hungary dài khoảng độ 15 mét. Là toàn bộ trang thiết bị âm thanh, phát sóng và thu sóng đều ở trên một cái ô tô rất là to như thế, đỗ ở ngoài đường. Và lưu động, cái nhà máy đấy lưu động. Bởi vì Hồng Kỳ nhớ lắm. Tại vì là, và trong cái tòa nhà 58 Quán Sứ đó thì nó có một cái hội trường rất là lớn, khoảng độ vài trăm mét vuông. Lúc bấy giờ đầu tiên là để dành cho thu thanh những cái dàn hợp xướng và những cái tốp ca, kể cả đơn ca cũng thu ở trong cái phòng đấy, cái phòng gọi là phòng bá âm, phòng thu đấy. Thì khi mà Đài Truyền Hình Việt Nam của mình về thì cái phòng đấy nó cũng là
cái trường quay như là mình bây giờ như này có duy nhất một cái phòng đấy thôi. Và cái camera mà để mà ghi hình ấy là nó to lắm, mình hình dung nó như một khẩu đại bác. Tại vì cái ống tele của nó hình hộp, nó dài khoảng 80 phân thế này, mà một người ngồi ghi hình ở trên và có một người phải đẩy cái xe, đẩy cái camera đấy, và một người là phải chạy cái dây cáp để cho bánh xe nó, ôi dồi ôi, trông như một cỗ xe tăng đấy. Bây giờ chắc chắn là mình nghĩ là không còn cái camera đấy. Bây giờ chắc cháu tin là chỉ có những người ở thế hệ như là cô chú mới nhớ, mới biết nhớ cái hình ảnh đấy thôi. Tại vì nó không thể nào nó xóa được, đúng không? Nó là một cái kỷ niệm quá lớn. Nhưng mà mọi người rất là thích và rất có ý thức lắm. Phải tức là đến vào phòng thu là phải để lùi ra để các anh nhà máy, gọi là thế, các anh nhà máy còn làm việc. Thế còn thì tất cả mọi người là cứ ai công việc nào của nó là phải rất là chỉn chu, phải chuẩn bị tập tành cho thật kỹ lưỡng, lên hình, lên tiếng phải thật làm sao mà ngắn nhất có thể. Cháu thấy là như này nhá, có mấy cái phần ví dụ như là cô sẽ chào đầu mở sóng chương trình này, những bông hoa nhỏ này, xong rồi là vào phần gọi là gì, phim hoạt hình này, xong rồi là có thể phần tin tức một tí và các em thiếu nhi, đúng không ạ? Thế còn cái phần như kiểu những tiết mục hát này thì nó ở phần nào cô? Tức là cái format này, chương trình ngày xưa nó như nào đấy? Thời gian đầu tiên ấy thì là phát hoạt hình tất. Nhưng bắt đầu có những ngày lễ lớn, bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 về sau ấy, là mình phải sản xuất chương trình. Có nghĩa là phải có ca nhạc. Phải có các cái phim hoạt động. Thì lúc đó bắt đầu có đội ngũ, phóng viên, nhạc sĩ đạo Trần diễn, Đức. Biên tập. Bắt đầu là đi vào các trường học, các câu lạc bộ ca nhạc. Để có những chương trình ca nhạc riêng chào mừng những ngày lễ của đất nước. Cháu mình nghĩ rằng là nếu như mà một cái bạn thiếu nhi nào đó ngày xưa ấy mà cái được chọn xong rồi cho lên hình những bông hoa nhỏ, thích lắm, thích sướng, trời ơi là sướng. Thế thì trong chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi cũng đã gặp được một vài nhân vật bây giờ thì cũng nhiều lứa tuổi khác nhau rồi, nhưng ngày xưa khi còn là những cô bé cậu bé ấy đã được lên hình chương trình những bông hoa nhỏ, họ sẽ chia sẻ với chúng ta ngay bây giờ. Dữ ấy à. Đấy. Bức ảnh hiếm hoi còn sót lại, một buổi ghi hình tiết mục ngoài trời. Các em thiếu nhi năm nào của câu lạc bộ Hoàn Kiếm giờ đã thành mẹ, thành bà. Nhưng ký ức về những lần được đi ghi hình cho bông hoa nhỏ hình như còn đó. Một cái kíp đi quay thì là có 3 máy, 3 camera. Đi quay bao giờ cũng bị các chú quát là nhấn nhảy ít thôi, tức là chỉ hơi đung đưa người thôi. Còn không được lắc thật mạnh như này, không thì hình nó rung lắm. Mắng là cái gì dỏ mà thôi, không chỉ nhắc nhở thôi chứ không phải đến mắng nhắc to nhở quá thôi. Thế lên tivi xong bắt đầu có lịch phát một cái là cả nhà báo trước là tất cả hàng xóm sang ngồi tivi nhà mình để xem, xong chỉ chào ôi thôi nó được lên tivi, thích lắm bọn mình không tả nổi. Một trong những cái điều mà nó gắn vào trong suy nghĩ của những khán giả ngày xưa hồi bé xem chương trình những bông hoa nhỏ đấy là gì? Những bài hát. Bây giờ ở đây bọn cháu có chuẩn bị một vài cái bài hát mà ngày xưa theo như cháu được biết là thời các cô các chú, các bạn nhỏ hồi đấy rất là thích. Bây giờ mình nghe lại xem mình có đoán ra đó là bài hát gì không. Rất đơn giản, okay. Mọi người sẽ có một cái bảng ở đây đây có bút với cả có lau bảng. Rồi. Vâng ạ, chú kia đưa chú cô gặp được rồi. Đây với cái lau bảng nữa. Đấy, có đây là của chú này, không phải chú. Ghê. Có hai mặt để viết nha, cô chú có biết bài nào được không? Đấy, thì bây giờ là không được nhìn bài nhau đây này. Được rồi, tự giác. Bây giờ nhìn đâu. Được rồi, tự giác yên tâm. Tự giác có nhiều bài nhau. Không, vâng. Giác yên tâm. Đấy, bây giờ cứ có cái bài nhạc vang lên khoảng là mấy chục giây đấy thôi. Cô chú nghĩ là bài gì ghi luôn. Xem ai ghi nhiều, đúng nhiều. Hãy cho chúng tôi đến với bài nhạc đầu tiên. Bài gì đây? Bài gì đây ạ? Ê. Cháu cũng chưa được nghe, không biết là có lời không? À có lời. Bài gì ạ? Ca ngợi Tổ quốc của Hoàng Vân. Chú không được nói, chú nói thế là chú đem bài rồi. Vâng, chính xác, đó là bài ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân. Rồi, coi như là câu đầu tiên mình chơi nháp đi. Coi như câu đầu tiên mình chơi nháp đi. Xóa luôn ạ. Vâng, xóa luôn ạ. Câu thứ hai là mình bắt đầu mình không đọc đáp án to này, cái mình ghi ra thôi. Xong có hiệu lệnh 3, 2, 1 thì mình xoay cái bảng ra cho khán giả xem. Cô chú nhá. Bài thứ hai đều là những bài hát rất quen với ngày xưa.
Không nói to nhá, không nói to nhá. Phạm Tuyên. Phạm. Không nói à. Cánh, chú ghi gì đấy? Cánh én tuổi thơ. Cánh én tuổi thơ Phạm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, chính xác. Một đều. Và tiếp theo ạ, bài số 3, xin mời. Bài này cháu nghe cái tên là quen lắm này. Ê. Em đi giữa biển vàng. Thì chú lại nói rồi. À quên. Hàng Ngọc Bích. Vâng, nhưng không, những bài này nổi tiếng quá rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cô nào cũng đã đoán được rồi. Bài. Bài là bài đi giữa biển vàng. Ngày mây mang trên đồng lúa hót, muông lúa chín thoang thoảng bay. Mà sao giọng hát của các nghệ sĩ ngày xưa nghe nó lạ thế chứ? Hay là vì cách thu? Hay là cách thu hay cách hát? Rồi ạ, 3, 2, 1, xin mời. Tất nhiên là đúng rồi, em đi giữa biển vàng, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình xóa đi, ạ, để cái bảng nó sạch một chút ạ. Vâng, xóa hết đấy ạ. Bài tiếp theo của chú nhá. Bài này cũng quen này. Bài tiếp theo, xin mời. Không nói này. Ôi, bài này quen quá mà. Con chú còn thuộc bài này không ạ? Cá cờ của ngoài bên bờ mẹ em xuống cây. Bài này thực ra là cũng dễ quá đúng không ạ? Ngay cái câu đầu tiên là có tên bài hát rồi. Bây giờ chú kỳ từ từ nhá. Chứ không phải hôm này. Cô có nhớ tác giả không? Tác giả của bài Hai Gạo Lạc Ta này không? Tác giả bài hát không nhớ, nhưng mà lời thơ thì là... Lời thơ của ai ạ? Của Trần Đăng Khoa. Đấy, chính xác rồi, thơ Trần Đăng Khoa này. Và nhạc là của... Nhạc sĩ gì đấy ạ? Hàn Ngọc Bích. Gần đúng là nhạc sĩ Trần Viết Bính. Ây da. Nhạc sĩ Trần Viết Bính, thơ thì là của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Rồi ạ, để bài tiếp theo của chú nhá. Chú Bính tóc bạc. Nhưng không sao, câu này là được ghi điểm là tại vì đúng tên bài hát. Chú Bính tóc bạc. Bài tiếp theo, xin mời. Hết rồi. Ai cũng nhớ đúng không ạ? Hạt mưa, tia nắng hạt mưa. Tia nắng hạt mưa. Ok, tia nắng hạt mưa. Tia nắng hạt mưa. Tiếp ạ, mình nghe tiếp cho cô chú. Chính là bài đó, không thể sai được. Tia nắng hạt mưa. Đúng không ạ? Sáng tác Khánh Vinh Lê Bình. Khánh Vinh. Cô chú thuộc bài này không ạ? Dòng lưu bút bạn bè. Tia nắng hạt mưa, tia nắng hạt mưa trên mái ngắm đường đó. Bạn ơi, đừng trách đừng hờn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa. Đừng trách đừng hờn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa. Hay phết nhỉ? Thông điệp. Rồi ạ, chúng tôi mời bài tiếp theo ạ. Cái này thiếu nhi thì hơn lớn. Mời bài tiếp theo. Bài này mới rồi. Ừ, bài này về sau. Đúng rồi, về sau hơn. Vâng. Tia nắng hạt mưa nó ở tầm khoảng độ đầu 8. Đầu thập kỷ 8. Vâng. Bài này cũng quen, cháu cũng không nhớ năm bao nhiêu nhưng mà cũng mới mới đấy. Bài tiếp theo ạ, thiếu niên cấp 2 đấy, cấp 2 đấy. Đừng trách đừng hờn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa. Cái đấy không phải là của các em cấp 1. Rồi ạ, xin mời bài tiếp theo. Hạt gạo. Cái này hay. Khó, đoạn này là vẫn khó nè. Chưa vào giai điệu mà. Cái này chưa vào giai điệu. Trời Đức. Ê, không nói.
Đây cho có bấy nhiêu nhạc thôi đó, các cô chú tự viết xem bài gì. Không nói, không nói, không nói. Rồi, các cô chú viết xong nha. Viết xong chưa? Không. 3, 2, 1. Cả hai người cùng ghi là bụi phấn và đáp án của chúng tôi là... Chắc chắn luôn. Chờ tí đâu được. Làm sao mà. Bài này chuyên hội diễn mà. Rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên bục giảng. Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này làm em tóc như bọc kem. Bọc kem vì bụi phấn cho em bài học hay. Mãi sau lớp em rồi làm sao không thể nào quên. Thầy em người dạy dỗ cho em tuổi còn thơ. Có thể quên lời một chút nhưng mà nhìn cái cách hát này là thấy như hai cô cậu học sinh ngày xưa ấy cô chú. Thực ra thì đó là toàn bộ những bài hát trong cái phần thử thách nho nhỏ ngày hôm nay. Một vài bài hát nho nhỏ thôi nhưng mà mong rằng là làm cho cô chú này rồi nhiều quý vị khán giả nữa mình xem đến đây cái mình sống lại cái tuổi thơ của mình. Bây giờ thực ra thế này, hôm nay có cái dịp để cháu được gặp cô chú này, thế rồi cô chú được gặp nhau là vì sao? Là vì chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày VTV phát sóng chương trình đầu tiên. Rất là ý nghĩa, mái nhà chung của chúng ta 50 năm rồi. Bây giờ nếu như được nói một cái điều gì đấy với khán giả của VTV, các cô chú sẽ nói gì ạ? Liên quan đến bông hoa nhỏ, nó là điều gì ngắn gọn với những em thiếu nhi ngày xưa? Các em thiếu nhi yêu quý, năm mươi năm trước thì anh và chị đã như thế đấy. Mong các em từ đây trở về sau sẽ phát huy tất cả những cái năng lực nhỏ bé của mình để làm cho đất nước mình rạng rỡ hơn nữa. Lần nữa cảm ơn chú Hồng Kỳ, cảm ơn chú Bích Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay với những cái chia sẻ trong chương trình này. Không phải lúc nào mình cũng có dịp được nói ra những điều này và khán giả cũng vậy, chúng cháu cũng thế, không phải lúc nào cũng được nghe những lời tâm huyết của thế hệ đi trước như thế này. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Thì thưa quý vị, tiếp tục cái dòng chảy của những chương trình thiếu nhi trong suốt 50 năm vừa qua ấy, thì tại cái thời điểm ngày xưa, những ngày ban đầu như thế, khi mà chương trình thiếu nhi được ghi dấu ấn rất nhiều bởi những bài hát, những bông hoa nhỏ, những thức phim hoạt hình vân vân, thì lúc đó có một nhóm những người biên tập viên, những người phóng viên thời bấy giờ lại đặt ra một câu hỏi khác, một cách tiếp cận khác, một cách tiếp cận khác với những chương trình thiếu nhi. Đó là phải chăng các em thiếu nhi chỉ có thích văn nghệ hay không? Không phải như vậy. Tại sao các em thiếu nhi không thể thích những thứ khác? Tại sao các em thiếu nhi không thể thích khoa học? Và thế là có một chương trình mới ra đời, chương trình khoa học dành cho thiếu nhi. Anh Quang. À, anh Tiến. Anh nói với các em về cấu tạo bên trong của cơ quan thính giác xong chưa? Xong rồi. Tôi cũng xong rồi. Anh xong gì? Tôi chuẩn bị cho các em một món quà. Quà gì đấy? À, bộ truyền âm. Bộ truyền âm, cho tôi xem nào. À, tôi hiểu rồi. Anh nghe thử nhé. Alo, anh Quang nghe rõ không? Nghe rất rõ, anh Tiến. À, thế à? Chào anh Quang. À, chào anh Tiến. Khỏe không? Tôi rất khỏe. Này, nhưng mà sao tôi gọi điện cho anh mà anh không cầm máy? Anh gọi điện gì anh? Gọi di động. Di động à? Di động. Ôi trời, tôi để quên di động ở trên nhà rồi. Ồ, thật nào. Biết thế tôi gọi cho anh bằng điện thoại hữu tuyến. À, hay là một cái gì nó đi về trước một chút nhỉ? À, nếu vậy thì tôi có cái điện thoại ngày xưa ấy. Anh có nhớ không? Có. Tôi mang máng. Tôi mang đến đây đấy. À thế à? Anh... Đây, món quà tôi tặng anh đấy. Ok. Rồi, tôi nhận ra cái này rồi. Anh có nhớ cái này chúng ta gọi là điện thoại đời đầu của chúng mình không? Rồi, ok. Mời anh. Vâng. Nào, mình thử một chút nhé. Chào anh Quang, anh khỏe không? Anh nói gì to thế? Nhỏ thôi. Thế à? Tôi nói nhỏ nhé. Anh vẫn khỏe chứ? Vâng, tôi vẫn bình thường anh Tiến ạ. Bình thường, còn anh thì sao?
Thưa quý vị, chú Tiến và chú Quang, hay ngày xưa mình gọi là anh Tiến với anh Quang đấy, của chương trình Khoa Học Vui. Quý vị còn nhớ hay đã quên một chàng bão lai thưa quý vị. Quá tuyệt vời. Phía bên kia là nhà báo Phạm Việt Tiến, nguyên là phó tổng giám đốc của Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bên đây, kỹ sư Nguyễn Quang. Ngày xưa ấy, cách đây hơn 20 năm, 30 năm chú nhỉ, thì chú Nguyễn Quang là người mà tư vấn về vấn đề kỹ thuật cho những thí nghiệm, cho những cái nội dung mà liên quan đến Khoa Học Vui. Thưa hai chú, là có một cái điều ấy mà bọn cháu rất là lo lắng trong chương trình ngày hôm nay, đấy là cái gì hai chú biết không, là làm cái này để mình tái hiện lại thôi, nhưng mà mình làm vẫn phải chuẩn. Bây giờ hai chú với con mắt chuyên môn, hai chú thử đánh giá lại chút cháu cái xem là đã chuẩn chưa, bao nhiêu điểm ạ? Cái này rất chuẩn, bộ nói này rất chuẩn. Mà cháu nhớ ngày xưa phải có cái tâm hay cái gì mà chú? Không, cái là được rồi, cái là tốt rồi. Này là được rồi. Với cái màng này là để cái kim loại này vẫn được ấy, hay là phải có cái màng như ngày xưa? Cái hồi đó thì chúng ta làm bằng bọc cái màng bằng giấy. Bằng giấy. Cái giấy thì nó rung mà nó chuyển âm nó tốt. Đúng rồi. Nó gần mà, giống với cái màng như thế này. Nhưng mà cái này ấy, thì nó vẫn rung được và do đó vẫn nghe được. Thậm chí hồi nãy anh Tiến nói to quá thành ra điếc tai. Với cả một trong những cái điều rất là khác biệt so với chương trình ngày xưa của hai chú cách đây hơn 20-30 năm ấy. Đấy chính là trường quay đúng không hả chú? Ngày xưa cháu thấy lên hình đấy, mọi thứ nó rất là đơn sơ, như là cái đằng sau đúng là một cái tấm mình vẽ lên thôi. Cái phông ấy. Đúng rồi. Cái phông vẽ bằng bột màu đấy. Rồi tất cả mọi thứ này là mình phải tự làm hết, các đạo cụ. Đạo cụ là hai bàn tay này và hai bàn tay này làm hết. Bây giờ mình sẽ trò chuyện sâu hơn về Khoa Học Vui. Đúng rồi. Và okay. Sau đó là nhiều chương trình khác nữa liên quan đến, đặc biệt là vấn đề khoa học này cho các em thiếu nhi. Rồi cháu mời hai chú qua bên kia nhá. Cảm ơn. Dạ, cháu mời hai chú ạ. Rồi mình cầm theo cái này luôn. Rồi, chào mừng hai chú ạ. Đó, bây giờ câu chuyện sẽ bắt đầu như thế nào đây? Thực ra cháu nghĩ là như thế này. Chương trình Khoa Học Vui, khi mà nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi thì rất nhiều khán giả sẽ ngay lập tức nhớ ngay đến hai cái tên anh Tiến và anh Quang. Có lẽ phải hỏi hai chú một điều đầu tiên, đấy là cái Khoa Học Vui, cái chương trình ngày đó nó đã ra đời như thế nào? Lúc đấy thì cháu có dẫn một câu là những người làm báo, làm biên tập viên, phóng viên lúc bấy giờ có đặt một vấn đề là phải chăng trẻ con chỉ có thích văn nghệ, không còn những thứ khác nữa, khoa học thì sao? Ngoài ra còn có lý do nào khác để Khoa Học Vui ra đời? Hồi xưa thì tôi ở Úc và tôi có cộng tác với đài truyền hình số 9 ở Adelaide, ở bên Úc. Thì tôi cộng tác bằng cách viết kịch bản cho họ thôi, tại vì tôi là kỹ sư. Và sau đó thì tôi về Việt Nam, tôi Việt Nam năm 1991. Và tôi xem đài truyền hình và tôi gặp anh Tiến. Và tôi hỏi tại sao đài truyền hình Việt Nam không làm một cái chương trình khoa học cho trẻ em giống như cái chương trình Khoa Học Nóng mà tôi đã giúp cho đài truyền hình kênh 9 ở bên Adelaide thực hiện. Thì anh Cẩn, lúc đó là trưởng ban khoa giáo của đài truyền hình Việt Nam có qua Úc, thì tôi gặp anh ở bên Úc luôn. Xong hai anh em đi chơi với nhau thì tôi dẫn anh Cẩn đến đài truyền hình kênh 9 ở Adelaide và chúng tôi thực hiện một chương trình mẫu Khoa Học Nóng. Và sau này thì anh Cẩn và anh Tiến phát sóng ở trên đài truyền hình Việt Nam đúng không? Và sau đó thì anh em mình thực hiện. Và anh Tiến? Có lẽ là tôi bổ sung thêm một chút, nó như thế này. Cái câu hỏi của Sơn Lâm ấy nói rằng là đặt ra là lúc đó các em thiếu nhi phải chăng là có quyền đòi hỏi một cái chương trình nó khác những cái chương trình mà các em đã có được lâu nay, thì hoàn toàn đúng như vậy. Phải nói thêm này một chút này, khi mà tôi được phân công về phòng Bông Hoa Nhỏ thì lúc đó các chương trình Bông Hoa Nhỏ đã phát sóng ở trên đài truyền hình Việt Nam được 20 năm rồi. Tất nhiên là tôi về đài cũng rất là sớm, tôi về từ năm 78 rồi, thế nhưng mà tôi làm việc khác, tôi làm thời sự, rồi tôi làm một cái việc khác. Nhưng mà sau đó đến năm 91, đầu năm 92 thì tôi được phân công về Bông Hoa Nhỏ. Thì tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là các em cần phải có thêm được những cái chương trình khác, ngoài các chương trình rất là hay. Thưa chú, cái những chương trình rất là hay như chú vừa nói, nó là những chương trình như thế nào? Ví dụ như là các chương trình về sân khấu của thiếu nhi này, ca nhạc thiếu nhi này. Rồi chương trình phim hoạt hình này, rồi múa rối này, vân vân, kể chuyện. Mà chị Bích Ngọc là cái người mà kể chuyện thiếu nhi cũng rất là hay. Thì các chương trình ấy vốn dĩ đã làm say lòng các em thiếu nhi của Việt Nam vào cái thời điểm ấy rồi. Nhưng mà khi mà tôi được phân công về thì tôi cũng có cái suy nghĩ như vậy. Và tôi đã trình bày với lãnh đạo của phòng Bông Hoa Nhỏ.
với lãnh đạo cấp cao hơn. Vâng. Thì tôi nghĩ là phải có các em, phải có một cái chương trình khác nữa. Vâng. Và thế là tôi bắt đầu từ đấy đầu tư một cái chút suy nghĩ và tôi làm, và tôi nghĩ rằng các em phải cần có, phải hiểu biết thêm về khoa học. Thế và tôi đã cho ra đời vào cuối năm 92 một cái chương trình mang tên là khoa học dành cho thiếu nhi. Lúc đấy là hình như có một mình chú là có một mình tôi thôi. Vì sao thì có thêm một chút các anh cộng tác nhưng không nhiều. Nhưng mà có một mình thôi. Và tôi vừa viết kịch bản rồi tôi vừa thực hiện cái chương trình ấy cho các em. Thì như anh Quang đã nói thì đến sau đó thì một thời gian thì anh Cần lúc đó là trưởng ban hóa giáo đấy, sang bên này công tác ở bên Úc. Anh Quang ở bên đấy, anh Quang ấy đang làm một cái chương trình khoa học dành cho thiếu nhi ở bên Úc. Là khoa học nóng, Hot Science. Thì anh Cần cũng thấy rất là hay, thế cũng đem một cái chương trình ở bên kia về cho tôi xem. Thì tôi cũng bảo là họ có điều kiện hơn mình nhiều, họ nhiều tiền hơn, họ có đầy đủ về trang thiết bị, rồi thậm chí kỹ thuật truyền hình cũng tốt hơn, mình khó mà so sánh được. Nhưng mà anh Cần anh ấy nói một câu rất hay, và tôi cũng đã có một cái ý định là sẽ mời anh Quang về cộng tác cùng với bên mình để cho ra đời một cái chương trình nào đấy rất hay. Thế và khi anh Quang về thì hai em chúng tôi như là tâm đầu ý hợp, và nó như là hai dòng nước gặp nhau hòa trộn luôn. Và chúng tôi bắt đầu làm chương trình. Và cái chương trình đầu tiên thì tôi nhớ là chúng tôi đã ngay từ đầu chúng tôi đã có cái suy nghĩ. Tôi bảo với anh Quang là bên kia anh có tham gia làm chương trình gọi là chương trình khoa học nóng, bên này thì tôi làm chương trình dành khoa học dành cho trẻ em. Phải chăng chúng ta sẽ trộn vào và chúng ta lấy một cái tên nào đó để cho nó phù hợp với các em. Thế và cái chương trình khoa học vui bắt đầu ra đời thì đấy. Là từ năm 94 cuối năm đến năm 93 đúng không anh? 93 khoảng cái đó. Chương trình khoảng đó. Thì cái chương trình đầu tiên và khoa học vui đã được lên sóng, và tôi với anh Quang là hai người đầu tiên lên ở cái phiên bản mới. Là như vậy đúng không ạ? Thì thưa chú, cháu nghĩ là thế này, một trong những cái khó đầu tiên của việc ra một cái chương trình mới đấy là cái format. Thì mà format bây giờ đối tượng của mình rất là rõ ràng, đấy là thiếu nhi, mà lại nói về một cái thứ mà cháu không biết khán giả hồi đó như thế nào, nhưng mà đôi khi nói về khoa học mà lại đối với các em nhỏ ấy, thì không biết là hồi đấy người ta có thấy có một cái khoảng cách giữa một chữ khoa học và chữ các em nhỏ hay không, và cái format lúc đấy các chú phải làm như nào để kéo gần cái khoảng cách này lại. Chúng tôi đã xác định ngay từ đầu là cái chương trình này là dành, nó có đối tượng riêng của nó, đấy là các em học sinh từ cấp 2 trở lên, chứ còn các em học sinh tiểu học thì cái trình độ của các em chưa tiếp nhận được những cái vấn đề khoa học ấy. Cái tiêu chí của chúng tôi hồi đó là chúng tôi bám vào các cái sách khoa học của các em học sinh cấp 2. Đúng rồi. Anh có nhớ không? Có. Chúng ta đã từng làm các chương trình vì các em được học về vật lý chẳng hạn, các em được học về ma sát chẳng hạn. Thì chúng tôi viết kịch bản và chúng tôi ra đời cái chương trình ma sát. Nhưng mà làm thế nào không phải nói thay thầy giáo, mà phải là từ đúng chính xác trực quan và hai nữa là nó là đời sống rất là bình thường để các em có thể tiếp nhận được một cách dễ dàng. Ví dụ như tôi nói nhé, cái chương trình ma sát ấy thì anh Quang đang ngồi làm việc ở trên cái bàn, thì tôi anh Quang mới ăn quả chuối, vừa làm việc vừa ăn chuối, chuyện bình thường đúng không ạ? Nhưng mà hơi bình thường hơn, hơi bất bình thường một chút là anh Quang vứt cái vỏ chuối xuống. Đến đây là nhiều khán giả đoán được rồi. Và tôi đi vào. Và tôi đi vào thì anh có nhớ là tôi dẫm vào cái vỏ chuối và tôi ngã đập xuống dưới này. Anh nhớ sai rồi, ngược lại. Anh vứt quả chuối xong rồi tôi dẫm lên và tôi ngã. Tôi vẫn còn cái bàn rồi. Ơi. Mấy chục năm rồi anh. Đúng rồi. Bây giờ mà mình lớn tuổi rồi. Chúng ta cũng đã lớn. Chú Quang ơi, cháu phải hỏi chú, tại vì bây giờ trong truyền hình ấy mà những cái cảnh mà mang tính chất là có một cái biến cố như thế là thường ấy góc máy ấy có thể là phải quay lại. Đợt đấy là chú ngã một lần ăn luôn hay là ngã mấy lần? Tức là lúc anh Tiến, tôi vào thì tôi dĩ nhiên là tôi không thấy cái vỏ chuối của anh Tiến. Thì tôi ngã. Thì lúc đó ở dưới là có cái đệm, thành cho tôi ngã rất là oách. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mình ngã thì có cái đệm ở đó mà. Thì màn ảnh không cho thấy. Cái cảnh tiếp theo thì cái cảnh ngã thì nhìn nó rất là rõ. Nhưng mà cái cảnh tiếp theo là ngã xuống dưới đất ấy, thì đã cắt cảnh rồi. Và chúng tôi sẽ quay lại cái tư thế anh ấy nằm ngã ở dưới. Đúng rồi. Thế vì thế cho nên khi mà dựng vào thì cái khu ngã nó liền.
và nó và làm cùng ai nhìn rất là có lực đúng không ạ? Vâng đúng có lực rất là thật có lực. Và nó tiếp là và sau đó thì chúng tôi mới giải thích với nhau là đấy là do mất ma sát cho mấy ngã nhìn giống ở là bắt đầu vào đề vâng vào đề thì cái từ cái chỗ là tại sao lại ma sát nhưng mà chúng tôi đi vào cái từ cái chỗ mà nó rất là đơn giản như thế tức là mất dẫm vào vỏ chuối và mất ma sát vâng và đi vào thế vậy thì nó làm cho các em hấp dẫn và nó các em thích thú và theo dõi chương trình Qua Vui thì chúng tôi dùng một số kỹ thuật thứ nhất là hai người thường là ăn khớp với nhau thật chứ cũng giờ vui với nhau và bắt đầu vào thì chúng tôi nói chào anh Tiến chào anh Quang sao hoặc là chào anh Quang chào anh Tiến và hai câu chào này thì đi sâu vào nhiều khán giả đến nỗi tôi có một anh bạn tên anh Hải và anh Hải anh ấy vào phòng anh ấy bảo chào anh Quang thì con của anh ấy tự động nói chào anh Tiến thành ra như kiểu một cái slogan của chương trình nó cứ bật lên cho khán giả thế đúng rồi và dĩ nhiên là bắt đầu mỗi chương trình thì chúng tôi có một cái đoạn vui vui như vậy đấy để dẫn vào những cái gì mà chúng tôi định nói trong chương trình xong rồi khi mà chúng tôi làm xong rồi thì chúng tôi nói chương trình Qua Vui đến là hết tạm biệt các em thì cái đó nó cũng trở thành một cái slogan của đài như của kiểu chương một cái tín hiệu để nhận diện ra cái chương trình đấy đúng rồi chắc đấy vâng anh Quang ơi ai đây tôi đây tôi là ai Tiến đấy mà anh Tiến mời anh vào không anh giúp tôi vào tay bị nặng lắm thế hả anh anh đợi một chút cái gì đây món quà tôi mua quà cho anh đẹp quá bây giờ cháu xin mời hai chú nhá mình không biết là chắc là thời gian thì cũng quá lâu rồi hai chú cũng bận với quá nhiều công việc vị trí công tác khác nhau thì ít khi có lúc nào cái mình ngồi mình xem lại được những chương trình ngày xưa bây giờ là một cái đoạn clip mà ban tổ chức đã chuẩn bị mình cùng xem lại xem là nó là cái gì cháu cũng chưa xem. Đã. Ok. Đây cũng là một số khoa học vui đúng không ạ? Đây là một chương trình khoa học vui. Xem đến đây là khán giả chưa đoán được xem là cái vào đề này là cái nội dung gì này. Nhìn đồng hồ, chạy xe máy. Một cái ngựa. Đây rồi, chào anh Tiến, chào anh Quang đây rồi. Ôi, hồi đó các chú quay ở đâu lại dạp xiếc đúng không ạ? Dạp xiếc đúng rồi. Thế sao nhìn cái mái kia? Tôi xin lỗi rồi. Tôi không ngờ là tôi trễ. Muộn thời gian. Kẹt xe hay là kẹt ngựa? Cháu đoán xem là bây giờ vào đề mà đến đây là mình nói về cái gì? Đi xe máy, đi ngựa, thời gian. Thực sự cháu chưa xem trước. Cháu đang thực sự cháu đoán đến là vận tốc. Tại vì liên quan đến cấp 2 chắc là có vận tốc. Có phải không ạ? Con nói về vận tốc đúng không ạ? Tôi với anh Quang thì có lẽ không thể quên được. Không thể quên được. Ở trong cái chương trình này chúng tôi so sánh một con ngựa và một cái xe máy. Con ngựa và xe máy đều làm cái có một cái công năng làm cái việc cho mình nhé. Vâng. Mà con ngựa là một sinh vật, còn con máy xe máy thì máy là động cơ. Vâng, là một động cơ. Vâng. Cái chương trình này chúng tôi dùng hai cái hình ảnh này để các em tiện so sánh và sau đó thì cái nội dung chính là tôi với anh Quang nói về tốc độ là một này, hai nói về sức ngựa, tại sao lại gọi là sức ngựa ở trong cái động cơ. Tức là cái động cơ bao nhiêu mã lực đây đúng không? Bao nhiêu mã lực ấy. Để gọi như thế và chúng tôi thế giờ cháu đoán cũng xem đúng rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Quá sáng tạo. Thực ra cháu nghĩ là cái câu chuyện này để mà mình có được một cái vào đề nó ngọt như thế là thứ nhất là mình phải hiểu cái nội dung đấy. Cái thứ hai nữa là phải hiểu sâu đến mức mà mình biến nó thành một cái thứ đơn giản và trực quan để cho các em nhỏ nhìn vào mà cũng hiểu. Đúng. Đúng thế đấy. Cái mục đích của chúng tôi, của tôi với anh Quang hồi đó là biến cái phức tạp nhất thành cái đơn giản nhất để các em hiểu. Đúng rồi. Vâng. Hồi đấy mà tức là phải đi mượn cả ngựa, mượn cả xe để chiến đấu quay cái hình đấy đúng không ạ? Xe đây xe của anh Quang. Thế ạ. Còn con ngựa là mượn của giặc xiếc. Cháu nói cái này với chú chứ bây giờ cái xe đấy của chú mà còn đến bây giờ là vẫn hot. Là thanh niên người ta vẫn thích. Vâng. Quá là thời thượng đi. Chú vẫn yêu xe phân khối lớn. Chú có Harley Davidson và chú có cái Triumph. Nghe là thì mê rồi. Nghe thấy cái tiếng động cơ là thấy mê rồi. Đúng rồi. Có một cái lần nào đấy trong một cái chương trình nào đấy, một số nào đấy mà cái cách vào đề các chú thấy nó khó không? Kiểu như là nhiều nghĩ mãi không ra hoặc là... Tại vì anh Tiến với tôi đã thực hiện nhiều trăm chương trình. Vâng.
Vâng. Và chương trình nào cũng vậy, chúng tôi muốn chương trình hàng nhiều nghìn chương trình. Vâng. Và chúng tôi muốn mở đầu bằng một cái chuyện vui vui. Cháu còn tìm hiểu thấy là có một cái chương trình là vì các chú là tự làm đạo cụ hết. Cho nên là có một chương trình mà có một cái kính to lắm. Kính to đúng hình như hôm đấy mình nói về mắt hay là cái gì đấy đúng không ạ? Chú nhớ. Một cái kính to. À. Mình làm một cái kính bằng bìa cắt tông. Mình nói về kính lão này, hội tụ, tiêu cự này kia. Tiêu cự và hội tụ. Về của mắt ấy, tức là thấu thị rồi các thứ vân vân ấy. Thì xong rồi mình có giải thích là khi mà chúng ta lão hóa đi thì chúng ta cần phải có kính đeo như tôi với anh đeo bây giờ này. Thì phải có kính để đeo. Và cái kính ấy tại sao nó lại giúp cho chúng ta nhìn rõ hơn. Thì tôi với anh phân tích thế, xong rồi tôi bảo là tiếc quá nhưng mà bây giờ thì chưa có, không có cái kính nào đấy cả. Thì anh mới nói hình như là anh hay là tôi thì tôi không còn nhớ rõ nữa. Nhưng mà nói không, tôi có kính thế rồi, và chạy ra thì cầm đưa một cái kính nó to vật vừa vã to đúng này. Mà tao phân tích được. Họa sĩ cắt nó bằng cái bìa cắt tông và sau đó thì dán bằng cái giấy bóng, cái giấy bóng trắng, giấy bóng kính để thì làm đạo cụ cái kính. Tôi nhớ là thế vậy. Tôi phải vác lên vai phải không anh? À, càng to thì càng tốt anh Quang ạ. Tôi với anh có thể cùng đeo. À, chúng ta dùng chung. Chào các em. Chào các em. Chào các em. Vâng, thì thưa hai chú, thưa quý vị, là người ta vẫn nói là mình mà đã tâm huyết với cái sản phẩm nào mình làm ra hay là mình nhớ nó lắm. Nói thế để thấy rằng là thực sự hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, chú Tiến, chú Quang, quá tâm huyết với những cái sản phẩm mà liên quan đến khoa học vui ngày xưa mà hai chú đã gắn bó. Mỗi một chương trình ấy, thì cháu nghĩ là thế này, một trong những cái niềm vui của người làm chương trình đấy là mình thấy được, mình cảm nhận được cái sự phản hồi của khán giả với cái chương trình của mình. Và cái sự phản hồi này nó rất quan trọng trong những cái thời điểm khi mà chương trình những tuần đầu tiên, những tháng đầu tiên lên sóng. Thì có cái cách nào hay là có cái tín hiệu nào đấy tại thời điểm này mà các chú cảm thấy rằng là khán giả người ta đang có những cái phản hồi với chương trình của mình. Như bây giờ thì chúng cháu dễ lắm các chú. Mình lên ví dụ cái cuộc live stream mình lên phát mình nhìn biết ngay bao nhiêu lượt view, bao nhiêu lượt like, bao nhiêu lượt share. Đúng. Nhưng ngày xưa thì nó sẽ là như thế nào? Thư. Hồi xưa là thư với lại thư viết tay. Vâng. Dán tem. Vâng. Với lại khoảng năm 1997 thì AC Nielsen là một công ty mà khảo sát về truyền tin. Rating ấy đúng không? Vâng. Vâng. Rating ấy. Vâng. Thì họ có làm một cái khảo sát về chương trình Khoa học vui. Và họ kết luận rằng chương trình Khoa học vui vào cái thời điểm đó ấy, tức là trước 7 giờ là cái chương trình là thu hút được nhiều khách nhất. Khoảng 70%. Còn gì sướng bằng với những người làm chương trình đúng không? Đó. Thì sau này tôi xong chương trình Khoa học vui là khoảng năm 2003. Thì năm 2005, 2006 thì tôi đi công tác ở những vùng sâu, vùng xa, chẳng hạn như là Cà Mau, Lạng Sơn. Thì họ chào anh Quang. Xong rồi tôi cũng khá ngạc nhiên, nó bảo là chương trình của anh được phát sóng vào tuần vừa rồi. Thì tôi không hiểu tại sao, tại vì tôi làm xong chương trình Go Vui 2003 thì họ nói rằng sau này tôi mới tìm hiểu thì mới biết là các đài truyền hình địa phương ấy, họ thu và họ vẫn phát nhiều vẫn năm, phát lại nhiều năm sau khi chúng tôi, tức là nó vẫn có một cái sức hút kể cả sau khi năm 2003 chương trình vẫn có sức hút với các em. Vâng, thành ra tôi không biết là anh Tiến như thế nào, nhưng mà tôi đi ở trên đường thì cháu bé tí gọi tôi bảo là bác ơi, bác có phải là anh Quang ở chương trình Khoa học vui không? Sau đấy bao nhiêu năm? Sau cái năm 2003 bao nhiêu năm đấy? Sau 10 năm. Úi dồi ôi. Vâng. Vẫn là có phải anh Quang không? Vẫn là anh Quang. Vâng. Bác, cái chương trình ấy tương đối anh Quang không? Để lại cái ấn tượng sâu sắc đối với khán giả, nhất là các em thiếu nhi. Vâng, vì nó thú vị, đúng cái kiểu tò mò. Quay trở lại cái phản hồi của khán giả. Vâng. Thì cái hồi đầu là, nhất là cái hồi đầu mà khi mà chưa có chương trình Khoa học vui mà chỉ có chương trình dành cho thiếu nhi. Vâng. Sau đó là chương trình Khoa học vui của tôi với anh Quang tiếp theo ấy. Thì có thể nói rằng là mỗi một tuần thì ban biên tập của Bông Hoa Nhỏ có thể nhận được hai cái bao giải thư. Là chỉ dành riêng cho Khoa học vui thôi đấy. Dành riêng cho Khoa học vui thôi. Họ bắt chúng tôi trả lời những câu hỏi này, câu hỏi kia, rồi là nguyện vọng của các em là được gợi ý cho chúng ta là chúng em muốn các anh làm cái chương trình như thế này về cái này cái hiểu kia hơn vân vân và vân vân. Cái hồi đó thì làm gì có mail, chưa có mail, điện thoại di động chưa có. Hồi đầu là điện thoại di động chưa có mail, chỉ có điện thoại để bàn thôi, chưa có YouTube,
chưa có cái gì cả. Thì chỉ có mỗi một con đường là qua thư của các em trở về thôi. Thì sau đó thì về sau mới có điện thoại nhiều hơn một chút. Đúng rồi. Thì có người gọi điện thoại về trực tiếp cho tôi với anh Quang hoặc là cho phòng bông hoa nhỏ, vân 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 vân. Cháu còn biết, lại nói về những bức thư, cháu còn biết có một cái thể loại bức thư như thế này, tức là như chú vừa nói đấy, các em nhỏ gửi thư về có thể là khen cái này thích thú cái kia rồi bảo nhờ các chú làm cho cái này cái kia, nhưng có một cái tập thư khác mà gửi về cho các chú, cháu không biết nhiều hay ít nhưng mà có, tức là của các mẹ gửi về nhiều. Mà gửi về chưa chắc là khen đâu, đôi khi là kêu ca đấy. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, các mẹ kêu ca, đúng rồi. Về trách móc tôi, chương trình thường là để cho các em coi như là phá hết cả các mấy cái đồ đạc ở nhà, và nhất là có cái chương trình còn nói rằng là đốt đen hết cả tường. Ôi rồi, tức là viết thư như thế. Viết thư như thế. Đốt đen hết cả tường nhà tôi. Chúng ta nhớ ngay đến đấy là cái chương trình cứu hỏa. Đúng không? Tức là chúng tôi nói với các em về chương trình cứu hỏa, là phòng cháy như thế nào, rồi tại sao cái bình bọt nó có thể dập được lửa, rồi các thứ vân vân. Thì các em bắt chiếc, lấy một cái khay, một cái đĩa, xong rồi để sát ở trong tường, xong đốt giấy, xong rồi các em cầm chai nước đổ vào, tức là bắt chước chúng tôi làm như vậy. Thì... tức là mình làm thì cái mình dập được, mình ghi hình, nhưng mà các em làm là chỉ đến cái đoạn đốt thôi, còn cái đoạn dập là làm chưa bắt chước chưa dập. Vì thế cho nên là các mẹ mới viết thư là trách móc một tí, nhưng mà sau này thì hiểu rõ thì lại viết thư lại với chúng tôi rằng là khi mà hiểu ra được vấn đề thì tôi cùng với các cháu đọc lại sách rồi là hướng dẫn các cháu làm một số những cái thí nghiệm mà các anh đã hướng dẫn đơn giản thì các cháu rất là thích. Vâng, tất nhiên là trẻ con là niềm vui của bọn tôi đấy. Trẻ con rất là tò mò mà đấy, được nhìn thấy những cái thứ tò mò đấy được thành một chương trình truyền hình thì không có cái cớ gì mà những em bé đấy không thích, đúng không ạ? Bây giờ thế này, tiếp nối với chương trình hôm nay, mời hai chú sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật này rất là đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì thế này này. Trẻ con thì lứa tuổi nào cũng vậy, đều có những cái ước mơ, cái mong muốn, cái tò mò riêng. Thì bây giờ đang có một ông bố với một em bé này, rất là đáng yêu. Tên kênh YouTube với fanpage là Bố Con Sâu, mà đang phải nói là như là một hot, một nhân vật rất là hot dành cho những em nhỏ bây giờ. Trước đây, cách đây vài chục năm thì ông bố đấy cũng là một đứa trẻ. Cũng đã từng rất hâm mộ chú Tiến với chú Quang ở đây. Xin mời ạ, Bố Con Sâu đâu rồi ạ? Đây rồi, chào sâu. Chào hai ông ạ. Chào con. Chào ông kia, con chào ông kia, chào ông. Xin chào. Chào chú ạ. À, chào cháu. Đáng yêu quá. À, chú ạ. Vâng, chào cháu. Ngồi đi. Rồi, anh Đức ơi, anh ngồi đi ạ, anh Đức ngồi đi ạ. Rồi, anh Đức ngồi bên đây nhỉ. Ok. Em mời anh Đức. Rồi, tuyệt vời luôn. Chú Tiến với chú Quang có để ý thấy gương mặt này trên truyền thông không ạ? Thực ra nếu mà các chú mà chơi Facebook nhiều ấy là biết đấy, nổi tiếng lắm các chú ạ, mà rất nổi tiếng với cái cách như thế này, tức là anh Đức, tên thật là anh Đức, anh ấy sáng tác bài nhạc. Đúng rồi, bài nhạc có rất là đáng yêu. Xong cháu hát rất là hay, hai ba con hát rất là hay, mà cậu này bé tí mà cái thuộc bài hát rất nhanh, xong hát rất đáng yêu, bão lai bão xe luôn. Đúng rồi. Và như cháu có nói lúc đấy đấy, tức là anh Đức ngày xưa thì cũng là một cậu bé như cháu, đồng tuổi xem nhau, cũng có ít nhiều biết đến khoa học vui. Nói một chút về khoa học vui ạ. Thực ra thì trẻ em thì thời nào cũng giống nhau thôi, nhưng mà cháu thấy là hai chú, cháu cũng học cách làm của hai chú, tức là mình phải hóa thân mình vào một đứa trẻ, nghĩ giống như một đứa trẻ, cái ngôn ngữ của mình nó cũng là phù hợp với cả trẻ con, thì cái chương trình của mình nó mới tiếp cận dễ dàng với cả các bé được. Thì giống như cháu sáng tác bài hát hay là làm các cái clip với cả con trai cháu đây, thì là cháu cũng thường xuyên là dùng ngôn ngữ trẻ con để nói chuyện với cả bạn sâu. Đấy, rồi là ngay cả những cái âm nhạc cháu sáng tác ra thì ngôn ngữ nó cũng khá là trẻ nhỏ, có thể hiểu được ngay. Đấy, tất cả mọi thứ mình hướng đến đối tượng mục tiêu của mình thì chắc chắn là sẽ chạm được đến trái tim của khán giả. Nhất là trẻ nhỏ thì lại càng dễ hơn cho việc chạm, nếu như mình thực sự là hóa thân mình thành một những người trẻ, những đứa trẻ thì cũng tiếp cận với các bạn. Những cái chương trình ngày xưa nếu mà nói rộng hơn một chút thì ngoài khoa học vui rồi này thì sẽ còn nhiều những thiếu nhi khác đúng không anh? Ngày xưa anh em mình hay xem Bông Hoa Nhỏ là điển hình. Với anh thì những cái ký ức đó nó hiện lên như thế nào? Bông Hoa Nhỏ thì thực ra là ký ức là nó là ngày đấy đúng là cái kênh thử nghiệm. Nhớ rõ không nhớ là cái kênh gì, chỉ biết là bố hay gọi là kênh thử nghiệm thôi. Thì có những cái hôm mà đang xem Bông Hoa Nhỏ thì bị mất sóng, nhiễu sóng ấy. Anten. Thế là lại anten, chắc là cái hình ảnh mà hai bố con trèo lên mái nhà xong rồi xoay anten thì gần như là
phản ngày nào cũng có, ngày em nào cũng phải, ngày nào cũng phải làm cái việc đấy. Mà cũng vui, trở thành một cái thứ mà không thể quên được đối với chiếc tivi. Đấy cũng là chiếc tivi đen trắng analog, nhảy từng kênh một. Bây giờ sâu hỏi sâu này, sâu ngồi đây con. Ngồi đây con. Ngồi đây con. Nói về những bài nhạc nha. Những bài nhạc nha. Anh vừa nói đấy, những bài nhạc mà trẻ con nó phải dễ nghe, dễ nhớ, dễ thuộc. Bây giờ con nhớ nhất là bài nào? Hát với bố. Có bài nào hát hay lắm mà, nhiều người like lắm mà. Bài gì? Bài nào? Bài gì bố con mình hay hát nhỉ? Ừ. À, bài gì nhỉ? Bài Đà Nẵng nhé. Khó bài mới nhất của mình nhé. Cậu này, cậu này có một cái đặc điểm đó thưa quý vị khán giả, nếu như mà quý vị mà theo dõi kênh Bố Con Sâu nhiều biết đấy, cậu này cứ phải có đàn mà oánh nhịp phách đàng hoàng là cậu mới nhớ, cậu mới hát được. Rồi bây giờ hỏi thêm câu nữa này, con biết đây là gì không? Biết đây là gì không? Hai cái chai. Hai cái chai. Bây giờ thử nhá, bây giờ thử nhá. Rồi bây giờ phải căng rồi. Chủ tiến ạ, chủ tiến thử. Thử chiếc điện thoại này. Ờ, cho ông hỏi này, con tên là gì? Sao? Con phải nói, con phải nói lại. Alo. Alo, alo. Căng, căng một tí ạ. Tên là Sao. À, ôi con tên là Sao. Đúng rồi. Rồi, con, ông cảm ơn. Thích, con nghe thích. Có thích không? À, hay quá. Cái này là lạ luôn đúng không? Chưa bao giờ thấy luôn. Mình gọi điện đấy, mình đang gọi điện cho nhau đấy. Gọi điện thoại đấy. Bật mí với Sâu luôn, đây chính là quà mà ông Tiến với ông Quang là tặng con đó. Về nhà nhá, về nhà nói chuyện với bố nhá. Bây giờ con tặng gì lại nhỉ? Tự nghe. Hôm nay đến đây thì thưa quý vị, hai vị khách mời bất ngờ này của chúng ta cũng có một món quà. Gọi là bất ngờ thì tôi nghĩ là bất ngờ với khách mời thôi. Còn với ban tổ chức của chúng tôi thì chúng tôi đã nghe cái món quà này và chúng tôi nghĩ rằng là đó thực sự là một món quà rất là ý nghĩa. Và nó mang cái hơi thở trẻ trung của bây giờ. Anh Đức nói nhiều hơn về món quà này đi. Thực ra thì nhận được cái lời mời của VTV để tham dự chương trình cũng được, cháu cũng được biết là sẽ được ngay sau hai chú. Đấy, thì cháu cũng đã có một cái bài hát là cháu sáng tác trong ngày hôm qua. Đấy, thì là nói về cái việc là cái ký ức của những thế hệ 8X như bọn cháu đối với Đài Truyền hình Việt Nam, đối với VTV cũng như là đối với những cái kỷ niệm nhỏ nhỏ như chiếc tivi analog hay là việc phải trèo lên mái nhà để chỉ anten. Thôi bây giờ không để khán giả chờ đợi nữa. Anh hát được chưa? Okay. Cần đàn guitar đúng không anh? Đúng, xin mời đàn guitar. Tuổi thơ của 8X không thể không nhắc đến bông hoa nhỏ, yeah. Đó là cả vườn cổ tích, mãi chơi đến mấy cũng không bỏ, yeah. Hãy đợi đấy nút ba ga chỉ, chú thỏ thông minh và con sói đa nghĩ, bố đầu to, con đầu nhỏ, đồ rê mí và tôi và Jerry. Cả xóm có một chiếc tivi do VTV bằng analog, đang xem bị nhiễu cũng chỉ vì lệch cái anten ở trên nóc. Tuổi thơ như qua đi thôi, nhoằng một cái đã 30 rồi. Nhiều lúc tôi chỉ ước ao một chút quay về tuổi thơ. Ngày bố mua chiếc tivi, cả xóm sang xem nhờ. Cuộc sống ôi sao giản đơn khác bây giờ. Ngày ấy chẳng như bây giờ, trẻ con chỉ xem có một kênh, yeah. Cả ngày chỉ mong đến 7 giờ, bật tivi là cả rũ ngồi vây, yeah. Xem say mê, cười khanh khách, tên nhân vật, đọc vanh vách. Đi học về là cả lũ hẹn nhau, chỉ mong sao tôi đến thật mau. Tuổi thơ như qua đi thôi, nhoằng một cái đã 30 rồi. Nhiều lúc tôi chỉ ước ao một phút quay về tuổi thơ. Cuộc sống ơi sao tivi, cả xóm sang xem nhờ. Cuộc sống ôi sao giản đơn khác bây giờ. Đây rồi, anh cứ ca tiếp nhá. Tuổi thơ của 8X. Bây giờ là lúc chúng ta cùng gặp lại hai khách mời từ chương trình. Đó là cả vườn cổ tích, mãi chơi đến mấy cũng không bỏ. Cô Vinh Ngọc ơi, đây núp ba ca chỉ, chú tổ thông minh và con sói đa nghĩ, bố đầu to, con đầu nhỏ, đồ rê mí và tôi và Jerry. Cả xóm có một chiếc tivi do VTV bằng analog, đang xem bị nhiễu cũng chỉ vì lệch cái anten ở trên nóc. Tuổi thơ như qua đi thôi, nhoằng một cái đã 30 rồi. Nhiều lúc tôi chỉ ước ao một phút quay về tuổi thơ.
Ngày bố mua chiếc tivi, cả xóm sang xem nhờ. Cuộc sống ơi sao hôm nay coi như là sinh nhật của VTV đi. Khác bây trong, giờ bài hát này thay cho bài hát Happy Ngày ấy chẳng như bây giờ, trẻ con chỉ xem có một cây. Cả ngày chỉ mong đến 7 giờ, bật tivi và cả lũ ngồi vây. Đã xem say mê, cười khanh khách, tên nhân vật tóc vành vách. Đi học về là cả lũ hẹn nhau, chỉ mong sao tôi đến thật máu. Tuổi thơ như qua đi thôi, nhằm một cái đã 30 rồi. Nhiều lúc tôi chỉ ước ao một phút quay về tuổi thơ. Ngày đó bố mất tivi, cả xóm sang xem nhờ. Cuộc sống ơi sao dàn đời khác bây giờ. Chúc các em đúng kiểu ngày xưa đúng không ạ? Chú cứ nói đi ạ, như okay. Là như là chú Quang của ngày xưa đấy ạ. À, chú Quang, như chú Quang như... Anh Quang của ngày xưa. Anh Quang ạ. À, anh Quang chúc các em càng ngày càng giỏi về khoa học để có thể bảo vệ sức khỏe của mình và sau này có thể trở thành kỹ sư giống như anh nhá. Xin chúc các em sẽ có những bài hát thật là vui và trong cuộc sống của chúng mình lúc nào cũng phải hát các em nhá. Cô Ngọc ạ. Chúc các em có một tuổi thơ thật trong sáng và các em thật học thật giỏi, thật ngoan, yêu quý thầy cô, bạn bè và thật là học thật giỏi nhé. Nếu muốn nói một điều gì thì tôi chỉ mong rằng là tất cả khán giả truyền hình cùng với những người làm truyền hình mà cụ thể ở đây là Đài Truyền hình Việt Nam, VTV, chúng ta sẽ là những người bạn đồng hành đi với nhau trên con đường mà chúng ta đã chọn mãi mãi. Anh Đức muốn nói gì thêm không? Các cô chú thì cũng đã nói nhiều về các bạn nhỏ. Chúc các bạn nhỏ thì thay cho thế hệ trẻ thì cũng xin chúc là VTV sang tuổi 51 và rất nhiều năm sau nữa thì luôn sẽ là những cái điểm đến, những cái chương trình, có những cái chương trình tuyệt vời nhất để thu hút toàn bộ các bạn nhỏ trên toàn quốc. Bây giờ đến lượt sau mới khó này. Con chúc được một câu không? Chúc ông bà sức khỏe. Một câu thôi. Hay quá. Yêu VTV không con? Trời ơi, yêu VTV. VTV. Con nói lại đi, con nói lại đi. Con yêu VTV. Quá đáng yêu luôn. Vâng ạ. Chuẩn bị thổi này. Chuẩn bị thổi nến này. 3, 2, 1. Xin chúc mừng 50 năm VTV. Rồi ạ, một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay. Phải nói rằng một chương trình mà khó có thể nào có thể quên được đúng không ạ? Vì chúng ta đã được nhìn lại cả một hành trình vừa qua mà chúng ta đã gắn bó với nhau dưới mái nhà VTV. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Vâng, cảm ơn. Vâng ạ. Bây giờ sẽ là cơ hội để quý vị có thể đón nhận những phần quà của chương trình ngày hôm nay. Phần quà của chúng ta là một âu vàng Phúc Long có giá trị tương đương với một chỉ vàng. Tất cả những gì quý vị cần phải làm đó là hãy chia sẻ chương trình livestream của chúng ta lên Facebook cá nhân của quý vị, để lên tường nhớ chế độ công khai quý vị nha. Sau đó, bây giờ đó, chúng tôi sẽ chiếu một cái đoạn clip. Trong đoạn clip này là có 8 chương trình thiếu nhi rất là quen thuộc với chúng ta. Quý vị hãy comment câu trả lời của mình xuống phía dưới livestream của chúng ta, thứ tự từ 1 đến 8 các chương trình thiếu nhi đó. Comment trả lời nào nhanh nhất, chính xác nhất, có nhiều lượt like nhất, đó sẽ là comment của người chiến thắng. Hạn cuối để mà nhận comment trả lời của quý vị ấy, đó là vào 18 giờ ngày hôm nay. Và sau đó chúng tôi sẽ dành thời gian thống kê một chút, đến khoảng 19 giờ tối nay, ngày 5 tháng 9, thì chúng tôi sẽ có kết quả ai là người chiến thắng. Chúc quý vị sẽ trở thành khán giả may mắn đó. Anh đã làm tặng các em một bộ truyền âm đơn giản lắm. Hai lon sữa bò, cắt giống một đầu làm bằng giấy. Sau đó các em nối một sợi chỉ, bên trong có một cái tăm. Chíp, thân tên là Phạm Minh Khánh ạ. Năm nay con 6 tuổi ạ. Con thích nhất chíp đây là vì cái đồ dễ thương con đến mức tôn thờ luôn.
ấy mấy tuổi rồi ạ? À, bạn ấy sinh ngày 13 tháng 6 năm 2010 các em ạ.